Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FBNC tối ngày 31 tháng 5. Xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, vào sáng ngày 31 tháng 5, một vụ nổ bom kinh hoàng gần Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Kabul, Afghanistan đã khiến cho ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Theo thông tin mới nhất, Đại sứ quán Pháp tại đây cũng bị phá hủy, nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ bom ô tô chấn động xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 5 tại thủ đô Kabul, Afghanistan đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và phá hủy Đại sứ quán Pháp. Hiện nay, phía cảnh sát vẫn chưa xác định được mục tiêu chính xác của vụ nổ bom này là gì, bởi vì nó diễn ra gần rất nhiều địa điểm quan trọng và Đại sứ quán nước ngoài. Vụ nổ bom xảy ra ngay lối đi vào Đại sứ quán Đức đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà nằm cách vị trí nổ bom vài trăm mét. Và đến giờ vẫn chưa có bất kỳ ai hay tổ chức nào lộ diện nhận trách nhiệm về vụ nổ bom này. Lực lượng cảnh sát tại Kabul đang thu thập tất cả các thông tin để đưa ra một kết luận chính xác. Thành phố cổ Kabul là khu di tích lịch sử, đặc biệt là toàn bộ các công trình kiến trúc có lịch sử hàng ngàn năm với những đường phố nhỏ, hẹp, rất khó cho các phương tiện giao thông như ô tô đi qua. Vì vậy, đây là một cản trở lớn đối với công tác cứu hộ các nạn nhân trong vụ nổ bom này. Hiện tại vẫn còn rất nhiều người dân thường bị mắc kẹt tại khu vực này và đang chờ lực lượng cứu hộ tới. Thưa quý vị, một cuộc điều tra mới đây về vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo từ xa THAAD cho thấy Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc đã có hành vi che giấu việc bổ sung các bệ phóng tên lửa vào Hàn Quốc với tân tổng thống nước này là Moon Jae-in. Đặc biệt, sự việc này lại xảy ra trước thềm cuộc gặp Mỹ-Hàn sắp tới. Ông Moon tỏ ra rất sốc khi biết được sự thật này. Đây được coi là một trong những thông tin gây sốc cho chính phủ Hàn Quốc công bố hôm 31 tháng 5. Phát ngôn viên Nhà Xanh cho biết, báo cáo ban đầu về số lượng bệ phóng tên lửa được chuẩn bị triển khai là một con số khác. Tuy nhiên, phần bổ sung lại bị bỏ đi trong báo cáo cuối cùng gửi đến Tổng thống Moon Jae-in. Tổng thống tỏ ra rất sốc khi biết hành động này của Bộ Quốc phòng, đặc biệt là trước thềm cuộc gặp với Mỹ sắp diễn ra. Hai bệ phóng đã được triển khai trong đầu năm nay, tuy nhiên Tổng thống Moon lại không hề biết về việc có thêm 4 bệ phóng nữa đã được chuyển tới Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ông Moon cũng không phải là người ủng hộ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo từ xa này. Và trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Moon đã kêu gọi xem xét là hệ thống này tại thời điểm đó. Trước ngưỡng cửa cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thích ứng, tận dụng thời cơ để đổi mới và phát triển. Trong đó, bài toán đổi mới công nghệ chính là yếu tố cốt lõi giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam theo kịp sự phát triển của thế giới. Có thể nói, hiện nay việc đổi mới sáng tạo công nghệ trong doanh nghiệp là việc cần làm đầu tiên nếu một doanh nghiệp muốn tiến xa hơn trên thị trường. Nhìn vào bài học của Yahoo, một trong những gã khổng lồ Internet, nhưng nay phải ngậm ngùi trước sự bùng nổ của mạng xã hội Facebook, hay như cái tên Nokia đình đám một thời nay cũng gần như chỉ còn là quá khứ trước sự phát triển mạnh mẽ của smartphone. Mỗi một gã khổng lồ đều có những nguyên nhân sa sút khác nhau, nhưng họ có một điểm chung chính là không theo kịp xu hướng tiêu dùng của thị trường. Để không bị rơi vào tình huống như vậy trong giai đoạn thực hiện cách mạng công nghiệp lần 4, các doanh nghiệp bắt buộc phải luôn đổi mới sáng tạo. Ai cũng hiểu đổi mới sáng tạo là điều cần thiết, nhưng có lẽ trước tiên cần phải có cái nhìn mới mẻ về đổi mới sáng tạo. Ở đây tôi nghĩ là chúng ta cần phải thực sự nhìn nhận vào một sự thật. Đó là chúng ta rất là yếu kém về các vấn đề về công nghệ. Thành thực ra khi mà chúng ta nói về 4.0 thì nó có hai xu hướng chính. Một là chúng ta sáng tạo ra những điều mới trong 4.0, những cái công nghệ mới. Thứ hai là chúng ta vận dụng nó vào trong kinh doanh, vào trong vận hành. Thế thì ở đây tôi nghĩ là các startup Việt Nam nên tập trung vào cái phần thứ hai. Tức là chúng ta sử dụng những các công nghệ 4.0 của thế giới và chúng ta tìm cách vận hành nó, làm sao để triển khai nó. Thì tôi nghĩ rằng là điều đấy là nó phù hợp với cả Việt Nam của chúng ta hơn. Bởi vì chúng ta nhìn ra thì những cái quốc gia mà đi vào 4.0 rất là mạnh như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ thì họ đã có một nền công nghiệp phát triển rất là mạnh. Hay nói cách khác là cái cuộc cách mạng 1.0, 2.0, 3.0 họ đã phát triển rất là vững bền rồi. Và trên cái nền tảng đấy thì họ mới có thể phát triển được thành 4.0. Hay là chúng ta nhìn ra ví dụ như là Trung Quốc chẳng hạn. Đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta nói chúng ta có thể đi được với cả 4.0 nhưng chúng ta tập trung vào vấn đề ứng dụng. Theo đó, việc đổi mới và chống sự lão hóa trong doanh nghiệp là vấn đề cần chú trọng. Doanh nghiệp cho dù là startup hay đã tồn tại lâu trên thị trường vẫn phải xem trọng khách hàng và đổi mới theo nhu cầu của thị trường. Tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta còn chậm chân trong vấn đề này rất là nhiều. Giống như trong tôi có vừa nói đấy, tức là đầu tiên là cái việc là áp dụng 4.0 hay là không áp dụng 4.0, chúng ta phải luôn luôn nhìn nhận nó ở cái khía cạnh khách hàng.
Tức là một doanh nghiệp chúng ta có thể tồn tại được là chúng ta tạo nên được liên tục, chúng ta tạo nên được những giá trị tốt, những cái giá trị đột phá cho khách hàng. Và doanh nghiệp cho dù là startup hay là đã tồn tại trên thị trường 5, 10, 15 năm đều phải luôn luôn hàng ngày trả lời cái câu hỏi đấy. Thế thì chúng ta sẽ có một cái test mà tôi vừa có trao đổi, đó là vấn đề về lão hóa. Tức là doanh nghiệp nó cũng giống như là một con người, nó có mức độ lão hóa thì chúng ta phải xem là doanh nghiệp chúng ta có thay đổi về khách hàng hay không, chúng ta có thay đổi tiếp cận hay không, chúng ta có những sản phẩm dịch vụ đổi mới hay không. Và nếu như doanh nghiệp chúng ta trong năm nay nó cũng giống như 5 năm về trước, tức là như vậy là mức độ lão hóa của chúng ta rất là cao và chúng ta cần phải trẻ hóa nó. Và trẻ hóa nó bằng cách nào? Bằng cách chúng ta nhìn vào những công nghệ, nhìn vào những cái xu hướng 4.0 để chúng ta áp dụng, để chúng ta tạo nên được cái giá trị mới cho khách hàng, những cái giá trị tốt hơn cho khách hàng. Khi công nghệ thay đổi, môi trường kinh doanh thay đổi, khách hàng thay đổi, và việc một doanh nghiệp không tự lột xác để theo kịp thời đại thì sự thoái trào sẽ xảy ra. Cái kết chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo ông Vũ Tuấn Anh, để theo kịp sự phát triển của thế giới thì việc tái khởi nghiệp doanh nghiệp là điều cần thiết. Lấy ví dụ như việc các doanh nghiệp nước ngoài như Grab và Uber đã tham gia vào thị trường Việt Nam được gần 3 năm. Nhưng các doanh nghiệp vận tải Việt Nam vẫn còn loay hoay chưa tìm được hướng đổi mới để hòa nhập. Nhưng cái mà tôi lo sợ nhất ấy, đó là tôi cũng nói ở trong lúc hội thảo, đó là chúng ta thay đổi quá chậm. Tức là bây giờ chúng ta thấy rằng Grab và Uber đã vào Việt Nam 3 năm rồi mà MyLink và Vinasun vẫn loay hoay, không thoát ra được khỏi cái mô hình kinh doanh cũ của chúng ta. Ở đây là cái câu chuyện của tái khởi nghiệp, đó là gì? Cái người lãnh đạo cao nhất ở trong doanh nghiệp có mạnh dạn, có kiên quyết, có máu lửa như cái lúc mà chúng ta khởi nghiệp với con số 0 hay không? Thành ra đây mà tôi dùng cái chữ tái khởi nghiệp, thành chúng ta tôi nói là tái khởi nghiệp rất đơn giản nhưng cũng rất là khó, bởi vì chính đấy là một cái cuộc vượt lên chính mình của các CEO và của các founder. Trong năm 2016, nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp nhằm vào việc xây dựng những doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng sáng tạo những giá trị đột phá và kỳ vọng họ phát triển thành những công ty lớn. Nhưng chúng ta dường như bỏ quên vai trò của các tập đoàn lớn trong nền kinh tế. Các tập đoàn này đang sở hữu một nguồn nhân lực không nhỏ, cũng như bề dày kinh nghiệm vô cùng lớn. Vì vậy, có thể nói tái khởi nghiệp các doanh nghiệp lớn là một mảng quan trọng. Hiện nay, cũng có nhiều cách để các doanh nghiệp lớn có thể tham gia vào tái khởi nghiệp với một số hình thức như đầu tư và hỗ trợ các startup nhỏ phát triển sản phẩm, giúp các startup giảm bớt rủi ro, cam kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tạo đầu ra bền vững cho startup như một hình thức đầu tư gián tiếp cho startup, hoặc chủ động hơn là tự bỏ vốn và khởi động dự án khởi nghiệp của doanh nghiệp mình. Cho nên mình nhắm đến những cái doanh nghiệp đã có sản phẩm mẫu rồi và có founder và có ít nhất một vài thành viên làm việc toàn thời gian cho cái doanh nghiệp này rồi. Thì mục tiêu là sau khi tham gia chương trình, doanh nghiệp phải có sản phẩm thương mại và bán được cho một số khách hàng đầu tiên, tức là phải có doanh thu. Lĩnh vực thì mình không giới hạn, nhưng mà mình muốn là xoay quanh ngành công nghệ thông tin, Internet, kỹ thuật số. Rõ ràng nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp luôn có, thậm chí là rất lớn. Vì suy cho cùng, có đổi mới công nghệ, doanh nghiệp mới có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và có đủ sức để tham gia vào sân chơi của thế giới. Tại thị trường chứng khoán thì cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày cuối tháng 5, áp lực tăng về cuối phiên đã làm cho VN-Index đảo chiều giảm điểm. Thị trường rung lắc khá mạnh trong phiên buổi sáng với xu thế giằng co tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, tuy nhiên nhanh chóng sau đó sắc xanh trở lại với chỉ số nhờ vào sự hỗ trợ của các cổ phiếu như Vinamilk, ROS, hoạt động giao dịch trên sàn thận trọng hơn sau phiên giảm điểm mạnh trước đó. Bước sang phiên chiều, đà tăng của thị trường tiếp tục được duy trì. Tuy vậy, các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang có sự phân hóa khá mạnh. Càng về cuối phiên, áp lực bán tăng dần để nhiều mã rơi vào trạng thái giảm giá. Xu thế tăng nhẹ tại một số cổ phiếu như Novaland, Petrolimex là không đủ để giữ được sắc xanh cho chỉ số. Khép phiên, VN-Index giảm nhẹ về mốc 737,82 điểm, thanh khoản đạt hơn 5.500 tỷ đồng, tương đương trên 210 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Trái với xu thế giảm tại sàn HOSE, sắc xanh đã trở lại với sàn Hà Nội trong phiên giao dịch. Các cổ phiếu chủ chốt hỗ trợ tích cực cho đà tăng của thị trường, số lượng mã tăng giá chiếm áp đảo hoàn toàn. Chốt phiên HNX Index tăng 0,72% lên mốc 93,91 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 74 triệu đơn vị, ứng với gần 760 tỷ đồng. Thưa quý vị, mới lập kỷ lục chưa lâu, Phố Wall đã quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch vừa qua. Nhóm năng lượng và tài chính kéo thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống.
Kết phiên giao dịch ngày 30 tháng 5, chỉ số Dow Jones giảm 0,24%, chỉ số S&P 500 giảm 0,12%, còn Nasdaq giảm 0,11%. Đáng chú ý, nhóm năng lượng của S&P 500 mất 1,31% sau khi giá dầu lùi khỏi mốc $50 một thùng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại liệu biện pháp cắt giảm sản lượng của các cường quốc dầu mỏ trên thế giới có phát huy tác dụng được hay không. Trong khi đó, nhóm tài chính cũng chịu áp lực bán khi mất 0,8%. Cổ phiếu JP Morgan giảm 1,7%, cổ phiếu Bank of America giảm 1,4%. Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ tăng 0,31% nhờ đà tăng của các mã blue chip công nghệ như Apple, Microsoft hay Amazon. Về thông tin của nền kinh tế Mỹ, số liệu cũng cho thấy trong tháng 4 vừa qua, chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng, chứng tỏ nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh mẽ. Trước diễn biến đó, các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng tới. Nhìn chung, có khoảng 5,68 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, thấp hơn mức trung bình trong 20 phiên gần nhất là 6,69 tỷ cổ phiếu theo Thomson Reuters. Thị trường chứng khoán châu Á phiên cuối tháng tăng giảm đan xen sau khi chứng kiến phố Wall quay đầu giảm và đồng bảng Anh trượt giá trước những suy đoán về bầu cử ở Anh. Kết phiên giao dịch ngày 31 tháng 5, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,14%, AS200 của Úc tăng 0,12%, Shanghai ở Trung Quốc tăng 0,24%, còn KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,16%. Thông tin tác động đến phiên giao dịch vừa qua là những suy đoán về kết quả bầu cử Quốc hội Anh. Các nhà quan sát cho rằng đảng bảo thủ của Thủ tướng Theresa May có thể mất 20 ghế về tay đảng lao động. Điều này sẽ khiến chính trường Anh thêm biến động giữa lúc hai đảng phái đang mâu thuẫn gay gắt về tiến trình Brexit. Đồng bảng Anh rớt giá về còn một bảng đổi 1,2788 đô la Mỹ, mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Trong khi đó, tại Trung Quốc, sau kỳ nghỉ lễ thì các chỉ số quay trở lại với sắc xanh nhờ vào chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 5 vừa được công bố. Theo đó thì PMI tháng này đạt mức 51,2 điểm, cao hơn mức dự báo là 51 điểm. Tại Nhật, đồng yên mạnh lên khiến cho các mã xuất khẩu giảm điểm ảnh hưởng đến chỉ số. Xin mời quý vị tiếp tục cố định kênh truyền hình FPNC. Chúng ta sẽ đến với những nội dung đáng chú ý ở phần cuối cùng. Người dân thủ đô Paris biểu tình vì cạn kiệt xăng dầu. Máy công cụ Đài Loan, lợi thế cạnh tranh vượt trội tại thị trường Việt Nam.